Mến chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đoàn Ngọc Quảng 07. Hiện nay mình đang đứng trên quốc lộ 54 thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hướng các bạn đang xem là dòng xe đổ về các huyện ven sông Hậu của tỉnh Trà Vinh như là huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú. Ngược lại là đường về thành phố Trà Vinh. Hiện nay mình đang đứng trước cổng chùa Hang, là ngôi chùa Khmer khá là nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh. Bây giờ mình cùng các bạn đi vào cổng để tham quan ngôi chùa nhé. Cổng vào ngôi chùa có kiến trúc rất là độc đáo, trông giống như một cái hang động, vì vậy người ta gọi là chùa Hang. Đường vào ngôi chùa là một lối đi dài, hai bên trồng rất là nhiều cây xanh chen chúc, tỏa rất là nhiều bóng mát. Trước mặt các bạn đã là chùa Hang. Chùa Hang là ngôi chùa Khmer có tên là Kompong Chray, tọa lạc tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nếu các bạn đi từ dòng xe Nguyễn Đáng theo quốc lộ 54 hướng về thị trấn Châu Thành khoảng 5 km thì đến chùa Hang. Đây là ngôi chùa của người dân tộc Khmer, rất đẹp và nổi tiếng. Chùa được xây dựng vào năm 1637, đến nay đã gần 400 năm. Trải qua 23 đời các nhà sư người Khmer trụ trì, được người dân đóng góp, tôn tạo mới được đẹp và trang nghiêm như ngày hôm nay. Đó là công sức không nhỏ của người dân tỉnh Trà Vinh. Đây là một địa chỉ du lịch đẹp, không thể bỏ qua nếu các bạn đến với tỉnh Trà Vinh. Bây giờ mình cùng các bạn đi theo quốc lộ 54 về thành phố Trà Vinh. Trước mặt các bạn là một chiếc cổng chào để giới thiệu cho mọi người biết là đã đến thị trấn Châu Thành. Hiện nay chúng ta đang đi trên địa phận thị trấn Châu Thành. Trước mặt các bạn có một chiếc cống bắc qua một dòng kênh. Đây là một nhánh của sông Long Bình, bắt nguồn từ sông Cổ Chiên. Qua khỏi chiếc cống này đã là địa phận của thành phố Trà Vinh. Trước mặt các bạn là bến xe khách của tỉnh. Bến xe khách cũng không rộng lắm, nằm ven nội ô của thành phố Trà Vinh, đông rất là vắng lặng. Hiện nay chúng ta đang đi trên vùng ven của thành phố Trà Vinh. Nên nhà cửa cũng không đông đúc lắm các bạn ạ. Từ đây các bạn đi vào trung tâm của thành phố khoảng 3 km. Ở phía trước
có một ngã tư. Nếu chúng ta rẽ tay trái là đi về quốc lộ 60. Đây là con đường đi lên quốc lộ 60 nè các bạn, để qua phà Đại Ngãi và về tỉnh Sóc Trăng. Từ đây lên quốc lộ 60 khoảng 4 km nữa các bạn ạ. Đây là quốc lộ 54, vì vậy khá rộng rãi và sạch đẹp. Nhà cửa hai bên đường giờ đây dần đông đúc hơn. Tỉnh Trà Vinh và các tỉnh ven biển miền Tây nói chung dân cư cũng không đông lắm, mật độ dân cư thưa thớt hơn so với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Theo thống kê thì tỉnh Trà Vinh có khoảng 1 triệu người, trong đó có 3 dân tộc chính là người Kinh chiếm 69%, người Khmer chiếm 29%, còn lại là người Hoa chiếm khoảng 2%. Như vậy các bạn thấy người Khmer ở tỉnh Trà Vinh chiếm tỷ lệ khá đông. Trước mặt các bạn đã là dòng xoay Nguyễn Đán. Nếu chúng ta rẽ về tay phải là về các huyện ven biển của tỉnh. Đi thẳng là vào trung tâm thành phố, rẽ trái là lên Vĩnh Long. Video đến đây là tạm dừng. Chúc các bạn ngày mới hạnh phúc, bình an.